rồi, có gì để ngày mai nói. Sao bà đánh tôi vậy? Mày còn dám qua mặt tao sao? Tao đã cho người điều tra, đúng là thằng anh của mày đã quay về tìm mày. Sao mày dám giấu tao hả? Tôi... Vậy còn con nhỏ đó có quay về không? Tôi... Mày mà dám che giấu cho thằng anh của mày là mày chết với tao. Tôi đã gặp con nhỏ đó với là anh lì của tôi. Cái đồ chết tiệt, cái bọn ăn hại, có một con nhỏ chân yếu tay mềm mà xử không xong. Vậy là tụi nó đã nghi ngờ rồi quay về đây tìm manh mối. Mày đã gặp bọn nó rồi đúng không? Mày có làm lộ chuyện gì chưa? Đâu có, tôi không có làm lộ chuyện gì hết á. Họ có thử tôi, nhưng mà tôi qua mặt được, bọn họ không có biết gì đâu. Con Thu Hạnh không phải tay dừa, nó đủ thông minh để điều tra ra chuyện này. Tất cả là do thằng cha mắc dịch của mày, bây giờ đến thằng anh mắc tôi của mày nữa. Toàn là một lũ phiền toái. Mà nè, bà bình tĩnh đi. Chắc á, là bọn họ sẽ nản và bỏ đi thôi, khi mà họ không điều tra được gì hết á. Mày có phải nó đâu mà mày biết. Con nhỏ đó không bao giờ bỏ cuộc đâu, khi mà nó chưa tìm ra thân phận. Không biết sắp tới nó sẽ làm gì đây. Nhưng mà nó thì trong tối, khó mà ra tay. Mày phải dụ nó lộ diện, tao sẽ tìm cách khử nó. Làm gì thì làm á, bà đừng có làm hại đến anh lì của tôi. Tại vì anh lì anh vô tội á. Nó mà vô tội cái gì chứ? Nó dây dưa vào chuyện của tao thì tao sẽ cho nó chết luôn. Mày phải làm theo lời tao dặn. Lớn, lớn, cô kia, cô đứng lại. Cô à, cô là ai vậy? Vậy còn lợm của tôi đâu? Cô biết mà, đúng không? Em là lợm nè. Gì? Em là con lợm nè, anh không nhận ra em hả? Anh sao vậy? Nè, anh sao vậy? Em tát anh lại lần nữa đi. Hả? Wow. Trời ơi, đau quá. Vậy là anh không có mơ rồi. Cái gì vậy em? Cái gì mà phương thuật tráo đổi dung nhan? Cái gì mà tráo đổi gương mặt? Em nói thật sao? Anh không tin sao? Làm sao mà có thể tin được chuyện quan đường đó đúng không? Nhưng nó đã xảy ra. Chính tía cũng đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện đó. Tía đã bỏ đi không nói lời nào kìa. Anh còn nhớ trước đây em đã dặn anh cái gì không? Em đã nói là anh đừng có tin người quá. Ông ta sau khi ôm số bạc lớn đã cao chạy xa bay và bỏ anh lại với cục nợ đó đó. Ông ta từ lâu á chỉ coi hai anh em mình là cái cần câu cơm thôi, chứ có tình nghĩa gì đâu chứ. Nhưng mà tại sao em lại chấp nhận là thân phận này? Anh còn không hiểu sao? Thì vì em muốn đổi đời, em muốn sống cuộc sống giàu sang thử coi nó làm sao. Nhưng mà có phải là thân phận của em đâu. Em à, em hãy trả lại thân phận cho Thu Hạnh đi. Giờ thì đâu có được nữa đâu. Tên đạo sĩ đó đã nói á, là thuật trao đổi chỉ làm được có một lần thôi, đâu có thể quán đổi lại được như cũ đâu. Giả lại á, em đang làm theo sự sai khiến của bà Đào, nhúc nhích một cái á, là toi mạng luôn đó. Bà ta ghê gớm như vậy sao? Thu Hạnh không hề biết, cứ tin gì của cô ta không hề dính vào chuyện này. Tất cả là do bà ta chủ mưu hết á. Vì muốn chiếm đoạt cái gia sản đó mà bà ta đã ra tay không từ một thủ đoạn nào.
chuyện sai người giả làm thương buôn để sát hại Thu Hạnh cũng là do bà ta sai em làm á. Lợm à, như vậy thì anh lo cho em lắm đó. Em sống gần bà ta, em sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai đâu. Em biết, nhưng mà đã lỡ leo lên lưng cọp rồi, làm sao mà leo xuống được? Xuống á thì sẽ bị cọp ăn thịt thì sao? Không lẽ em cứ sống trong thân phận của người khác hoài sao? Không, thì em tính á, sau khi mà trả lại gia sản cho bà ta thì em sẽ thoát thân, em sẽ về làm dâu nhà họ Lê. Lúc đó mọi chuyện sẽ khác. Em lấy Lê công tử thật sao? Cái công tử mà em nói giống như người trong mơ của em đó hả? Ừ, đúng vậy. Em sẽ lấy Lê công tử và sẽ trở thành người nhà họ Lê. Lúc đó bà ta đâu có làm gì được em đâu. Không lẽ suốt đời suốt kiếp này em sống trong thân phận của người khác sao? Còn Thu Hạnh tiểu thư thì sao chứ? Cô ta hiện giờ đang ở đâu? Cô đang ở dưới ghe. Cô ta đang rất đau khổ khi lâm vào hoàn cảnh dở cười dở khóc như thế này. Cũng tội nghiệp cho cô ta quá ha. Nhưng mà em khuyên anh á, phải rời xa cô ta đi, đừng có dính vào mà mất công mang họa vào thân. Bà ta sẽ không dừng tay nếu ai đó muốn phá hỏng kế hoạch của bà ta. Nghe em lần này đi mà, tránh xa cô ta ra đi.